Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Ngày hôm nay thì Nissan sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn mẫu nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít chuyên dùng để ninh hầm xương hoặc là nấu nước dùng trong các quán phở, bún và nhà hàng. Sản phẩm có mã model là NS-NPTD80L. Đây là một trong những loại nồi nấu phở có doanh số bán chạy nhất tại điện máy của Nissan nửa đầu năm 2021. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết sản phẩm này nhé. Nồi nấu phở tủ điện rời Nissan đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Hiện tại thì Nissan đang sản xuất và bán ra thị trường các loại nồi nấu phở tủ điện từ 20 lít đến 200 lít. Các mẫu này thì đều giống nhau về thiết kế và tính năng, chỉ khác nhau về dung tích, sản lượng và công suất hoạt động. Ngoài ra thì Nissan còn nhận thiết kế nồi nấu phở tủ điện dung tích lớn từ 200 lít trở lên theo yêu cầu của khách hàng. Do đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được mẫu nồi phù hợp khi đến với chúng tôi. Các bạn thân mến, nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít thực chất là một chiếc nồi nấu đa năng. Bên cạnh dùng để ninh hầm xương và nấu nước lèo thì chiếc nồi còn có thể chế biến rất nhiều món ăn khác như là luộc rau củ, luộc thịt, ninh hầm xương, luộc canh hay là luộc bánh, rất đa năng và tiện dụng. Khi sử dụng nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít để nấu nước dùng thì bạn có thể phục vụ khoảng từ 180 đến 200 bát phở mỗi ngày với trung bình khoảng 0,4 lít nước dùng trên một bát phở. Mức năng suất này đáp ứng tốt nhu cầu bán phở của các quán bán phở quy mô trung bình đến lớn. Nồi có kiểu dáng hình trụ tròn thiên về chiều cao nên nhìn chung thì khá là gọn gàng, không làm tốn quá nhiều không gian diện tích. Chất liệu nồi được cấu tạo từ 100% inox cao cấp 304 nên có độ bền tới hàng chục năm sử dụng. Bên cạnh đó thì chất liệu này cũng có khả năng chống han rỉ và chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cấu tạo nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít gồm các bộ phận: nắp nồi, thân nồi, tấm chắn đáy và thanh nhiệt bên trong nồi, van xả, chân đế, tủ điện điều khiển. Nắp nồi được thiết kế dạng hình bán nguyệt, khi các bạn mở vung sẽ không bị thoát nhiều hơi nhiệt ra bên ngoài. Trên nắp nồi thì còn có một lỗ thông hơi giúp cho nước dùng trong hơn và không bị chua. Thân nồi được thiết kế tối ưu gồm hai lớp inox 304 và một lớp foam cách nhiệt dày 3 cm giúp giữ nhiệt tốt. Nhờ vậy mà rút ngắn được thời gian đun nấu cũng như là tiết kiệm được điện năng sử dụng. Ngoài ra thì thiết kế này còn giữ cho lớp vỏ ngoài cùng không quá nóng. Nếu như bạn có vô tình chạm phải nồi khi đang hoạt động thì cũng không sao cả, không lo bị bỏng. Hệ thống gia nhiệt của nồi là hai thanh nhiệt với tổng công suất là 6 kW. Chỉ khoảng 50 phút thôi là đã đun sôi được lượng nước tối đa trong nồi, nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc đun bằng bếp than thủ công. Sở dĩ Nissan lựa chọn bộ phận gia nhiệt cho nồi nấu phở bằng thanh nhiệt thay vì mâm nhiệt như một số dòng nồi phở khác trên thị trường là bởi vì thanh nhiệt thì có khả năng gia nhiệt rất nhanh chóng. Đồng thời thì việc tháo lắp để sửa chữa hoặc là thay thế dễ hơn mâm nhiệt rất nhiều. Hơn nữa thì thanh nhiệt là linh kiện hàng Việt Nam sản xuất nên luôn có sẵn, khi cần sẽ mua được dễ dàng, không làm gián đoạn công việc kinh doanh của bạn. Bên trên thanh nhiệt được trang bị thêm tấm chắn đáy giúp bảo vệ thanh nhiệt trong quá trình đun nấu, giò đựng xương để giúp lấy xương ra dễ dàng, đồng thời thì hạn chế được cặn vụn xương rơi vào nước dùng. Van xả đáy lớn thuận tiện vệ sinh, thau rửa nồi sau mỗi ngày sử dụng. Chân đế được thiết kế chắc chắn có đệm cao su chống trơn trượt, đảm bảo an toàn khi vận hành. Và cuối cùng, Nissan giới thiệu đến các bạn một bộ phận rất quan trọng giúp điều khiển toàn bộ hoạt động của nồi, đó chính là hộp điện. Nó được thiết kế tách rời với nồi và thường xuyên được treo trên tường để các bạn có thể dễ dàng thao tác sử dụng. Trong hộp điện thì được thiết kế nhiều tính năng vô cùng tiện lợi, đó là Automat điều chỉnh thanh nhiệt tăng tốc, thanh nhiệt hoạt động với công suất cố định, chiết áp điều chỉnh công suất thanh nhiệt thứ hai, điều chỉnh công suất to, nhỏ, linh hoạt. Và các đèn báo, bạn chỉ cần cài đặt công suất phù hợp là nồi sẽ tự động nấu mà không cần thao tác gì nhiều. Đặc biệt là hộp điện còn có thêm Automat chống giật, có khả năng tự động ngắt nếu như xảy ra sự cố về điện. Vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm về tính an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Và sau đây sẽ là hướng dẫn sử dụng nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít. Bước 1. Kiểm tra van xả xem đã được khóa chặt hay chưa. Bước 2. Mở nắp đặt tấm chắn đáy. Bước 3. Cho nước nấu vào nồi nấu phở. Nước phải luôn ngập thanh nhiệt để đảm bảo thanh nhiệt không bị cháy. Bước 4. Mở Automat nguồn để cấp nguồn điện cho tủ. Lúc này đèn báo đỏ báo hiệu tủ đã sẵn sàng hoạt động.
bật áp thanh nhiệt tăng tốc số 1, đồng thời vặn chiết áp điều chỉnh công suất thanh nhiệt thứ 2 ở mức cao nhất. Bước 5, đợi nước bên trong đã sôi, bạn nên tắt thanh nhiệt số 1 và vặn chiết áp điều chỉnh công suất thanh nhiệt thứ 2 nhỏ lại ở mức phù hợp để đun sôi liu riu cả ngày và tiết kiệm được điện năng trong quá trình sử dụng. Bước 6, khi nồi đã nấu xong, bạn có thể tắt hết các công tắc nguồn điện đi, bao gồm ngắt áp tăng tốc điều chỉnh núm công suất về 0 và ngắt áp tổng. Bước 7, đợi nồi nguội hẳn rồi mới tiến hành xả nước vệ sinh nồi. Khi mua sản phẩm nồi nấu phở điện liền tại điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Tặng thanh nhiệt thay thế trị giá 300.000 đồng. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành 1 năm phần điện, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên. Miễn phí vận chuyển tại các cơ sở của điện máy Nissan trên toàn quốc. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm nồi nấu phở bằng điện thì Nissan còn cung cấp các sản phẩm khác liên quan như là máy thái thịt, máy cưa xương, máy rang cơm tự động, máy xay giò chả. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ cho công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Vừa rồi thì Nissan đã giới thiệu với các bạn nồi nấu phở tủ điện rời 80 lít do Nissan trực tiếp sản xuất và phân phối. Có thể thấy thì đây là một thiết bị đun nấu đa năng, phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng của các quán phở, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn hiện nay. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến hotline 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang website dienmayneusan.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật kịp thời những video mới nhất của điện máy Nissan. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.